Hello, xin chào ông bà, cô chú, anh chị đã quay trở lại với kênh Quỳnh Nhung Nara, Cuộc Sống Trung Quốc. Khám bệnh lấy thuốc cho Kinh xong thì hai vợ chồng em đi ra bằng cửa sau của bệnh viện. Định là sẽ đi ăn thịt nướng này cả nhà, tại lâu rồi em cũng muốn ăn á. Với lại chồng em cũng ở nhà một hai hôm nữa thôi à, nên là cũng muốn dẫn chồng em đi ăn cái gì ngon ngon. Mà quán thịt nướng thì cách bệnh viện cũng không xa lắm, nên là hai vợ chồng đi bộ dạo dạo luôn. Đang đi dạo dạo ngoài đường mà chồng em sao mà mắt đi tận vào trong shop của người ta dữ dằn luôn. Em tưởng là ông nhìn thấy cái áo trắng tay dài có con gấu màu hồng này chứ, mà ai dè là ông tia trúng cái áo khoác ở bên trong này này cả nhà. Nhưng mà cái màu này là không hợp với em nên là em không thích cho lắm. Với lại cũng không có là ý định mua đồ, nên là chỉ là dạo dạo rồi thấy đẹp nên ghé vào xem thử thôi. Shop này bán đồ đẹp thiệt á, dễ thương ghê luôn, nhưng mà mắc lắm cả nhà ơi. Em nhìn em ưng cái áo trắng tay dài có con gấu màu hồng này quá, mà em sờ thử chất liệu thì cũng rất là mỏng. Em hỏi thử giá là bao nhiêu quá cả nhà, tại vì trong đầu em cũng ước chừng là khoảng vài chục tệ đến khoảng 100 tệ thôi, nhưng mà bà chủ bán nói là hơn 200 tệ cả nhà, là tầm khoảng 700 mấy ngay chục ngàn tiền Việt Nam mình đó cả nhà. Trời ơi, mắc khủng khiếp. Em nghĩ tầm 100 tệ đổ lại á, thì có lẽ em sẽ mua tại vì em khá là thích. Nhưng mà hơn 200 tệ thì em sẽ suy nghĩ lại. Em cũng có hỏi chị chủ là quần áo ở đây là từ giá đó trở lên hay là như thế nào á, thì bà nói đúng rồi đó, là từ 200 tệ trở lên không à, chứ không có dưới 200 tệ. Nghe xong mà muốn xỉu ngang, thôi bỏ chạy. Tại em thấy quần áo chất liệu cũng không phải là quá tốt, nhưng mà với giá tiền đó thì không có xứng đáng lắm. Không phải thua, ủa phải sự phiến là tận sau ở chơi quảng sau ở trái sao? Nghĩ phương là mà chứ không quay thôi, mà hôn ủa mãi nó mấy hồ to như chữ dụ như vậy phải xả thăm mãi nó gọi là ông bài thua cho mà bùa. Thần kinh bình à, lẻng bài thua thật thua. Thay sang na lý tô sư này yang giao cửa. Tô sư lẻng bài thua chủ yếu. Tuy à, ô chẳng chỉ xúc khoai hay xỉ, ô bú mãi yếu vừa hộp bảo, chơi lì hộp quê à. Quý sợ là. Trời ơi, nãy cái áo nãy mà gần 700 ngàn luôn á, mà nó mỏng nhưng nó cũng dày đâu. Khiếp, đồ mắc vậy. Đồ ở đây mấy cái cửa hàng này mắc dữ lắm. Đây giống như là thành phố của huyện rồi mà, đây là thành phố của huyện rồi mà, nên là nói chung là giá cũng giá thành phố luôn đó cả nhà. Quần áo là giá thành phố luôn á, mắc thịt. Đồ ở Việt Nam mình ví dụ cũng không có mắc như vậy nhỉ. Quần áo ở Việt Nam mình cũng không có mắc như vậy. Tại Việt Nam mãi rồi, sang giờ mấy dụ nó mà quỳ à. Việt Nam mãi từ 20 quan chứ họ là mấy dụ nó mà quỳ. Sao? Họ họ cửa à. Sư ta rến để ý sao. Em mới nói cái mức sống ở thành phố nó khác với nông thôn đó cả nhà. Cái áo đó, cái chất liệu đó mà ở trên siêu thị chỗ em á thì khoảng tầm 60-70 tệ là dữ rồi. Mà xuống dưới đây 200 mấy, trời ơi 200 mấy tệ. Bởi ta nói xuống thành phố cái là nó khác liền. Nhưng mà em đã lưu được hình rồi, em có lưu hình rồi á, lát về lên lên tao bao search ha, mẫu mã y chang, chất liệu y chang, giá rẻ chắc chắn phải rẻ hơn rồi. Chị cao cao món gì, chị cao cao là ơ. Chị cao cao, ôi chào chinh tỏ là ta chẳng xa lái vào. Hãy xin mama bao bao. Sợ cá má, sổ cá má. Chẳng lao của sổ. Tay dắt vợ, tay bế con. Nên nếu không có số thao, chúng ta đã đi qua xuyên rồi. Ta sao đúng rồi thế này?
明天娜娜自己买东西做火锅。那等一下，转超市买点水果，然后买点东西。明天做火锅，好不好？好。走路有点累啊，老公。好久不走了，快到了，打个屁车啊！买车。 Nói chung là nếu mà sống ở Trung Quốc lâu dài á, thì chắc chắn phải mua một chiếc xe hơi. Vì không có xe hơi á, đi lại rất là bất tiện luôn cả nhà. Thứ nhất là thời tiết nữa, nó rất là khắc nghiệt. Bây giờ mới bắt đầu lạnh thôi á, chứ còn mà vào lúc mà lạnh nhất á, âm xuống âm mấy độ á, lúc đó mà không có xe hơi, nếu mà ra đường đúng là một cực hình luôn. Ban đầu thì hai vợ chồng dự định là tới mùa đông năm nay á, thì sẽ mua xe. Nhưng mà chắc có lẽ là chưa thực hiện được. Vì bây giờ ở nhà mua về thì cũng không có ai biết chạy. Em thì không có thời gian để học bằng lái này cả nhà. Chồng em thì phải đi làm suốt, đâu có ở nhà đâu. Mà bây giờ có mua thì cũng là dạng mua trả góp thôi. Nên là em cũng suy nghĩ thôi ráng thêm một năm nữa đi. Năm sau Ginh nó đi lớp rồi thì em có thời gian thì em sẽ học bằng lái nó thoải mái hơn. Bình thường là người Trung Quốc, người bản địa, người ta thi bằng lái đã rất là khó khăn rồi. Mình là người nước ngoài nữa thì chắc chắn thì sẽ khó khăn hơn người ta. Nên em cũng đang suy nghĩ rất là nhiều, không biết là sẽ như thế nào đây. À, sư bà Rồng. À, cái này là tiệm áo cưới hồi bữa đám cưới tụi em chụp hình đây này cả nhà. Tiệm này lớn lắm. Hello, xin chào. Xin chào. Xin chào. Xin chào cả nhà. Xin chào cả nhà. À, xin chào cả nhà. Ủa, chồng mình nói tiếng Việt cũng hay quá chứ bộ. Chắc sau này phải dạy nhiều nhiều quá. Xin chào cả nhà. Nay hai chồng em là chiều nay là đem Ginh đi khám lấy thuốc. Tại vì bữa giờ uống thuốc mà không khỏi á. Cho lì mà. Nhưng mà cho. Bây giờ không biết đâu, cho cho dụ. Cho lì cần tiếng Việt vừa bị sao sụt. Lẹp 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 lẹp. Đi bộ mà thực mạch luôn á. Chỉ cung lì à, con thể 1.5 km. 5 cung à? 1.5 km. Sao vừa thì theo 1 mét, 1 km rưỡi. Đi bộ hơn 1 cây số, muốn xỉu gì cả. Trời lạnh nên đi bộ. Thiên thi lẫn tẩu lưu dẻ rưa à. Phải hoa. Trời, trời lạnh mà đi bộ xuống sức mồ hôi luôn cả nhà. Ngày trước cái phố huyện cũ là cái phố mà hôm bữa em đi mua bánh trung thu đó cả nhà. Đó, ai mà đã coi cái clip mà em đi mua bánh trung thu á thì cái đó là cái phố huyện cũ. Và bây giờ họ di dời về đây nè.
bây giờ phát triển như vậy nè cả nhà. Đây là cái phố huyện mà huyện Mân Chinh, huyện Mạnh Tiến, nơi em đang sinh sống, thành phố Lạc Dương, tỉnh Hà Nam, Trung Quốc. Đây phố huyện thôi nha, chứ chưa phải là trung tâm thành phố lớn đâu cả nhà. Trung tâm thành phố Lạc Dương thì còn to với đẹp hơn nhiều nữa. À, con ăn chuối to là ăn xem miếng chuối to là khá to miếng chứ là mẹ. Nó có khoảng xương mà phải rồi. Yeah, cuối cùng cũng đến nơi rồi. Một lần chạy xe đâu có thấy xa đâu. Giờ đi bộ xa. Trời ơi, nó xa. Nướng quen thuộc cả nhà ơi. Trước em chở ba mẹ chồng qua ghé ở đây nè. Hôm nay đem Vin đi khám sẵn tiện ghé luôn. Tự nhiên thèm ngang. Cũng vẫn chua nam miên mà. Chua lì miên. Tớ mù quê. Trên trên hơi xí. Cú cua dạy lại mà. Ni hao. 想我了。他认识我爸妈呀，上次我带爸妈来这儿去了。你也是不是看吗？应该不是着急，着急。叫姐姐。啊，叫她姐吗？啊，叫姐姐。哦，叫姐姐。那个那个。我每次我叫她阿姨。那个。 谁知道啊？他跟谁？跟我们家有关系吗？对。杨希啊。他跟。哎，姑姑来了。你看。哎呀，哎呀。姑姑。他怎么样？他好吃。我去。他是。那个啥，胖东来买的饮料。胖东来，你在这餐那边吃的啊？为啥不去之前那个呢？ 这里比那边好吃，是吗？啊，那糟了，拿那个米，下鸡排。那个是什么？这个是颜料。这个是什么味？这个是什么？是树莓，蓝莓。蓝莓的吗？树莓蓝莓。这个是猕猴桃。猕猴桃。好喝吗？好喝呀。酸的，你喜欢吗？那我怎么知道啊？人家傻，你也是人家傻。可以。 Đây là cô ruột của chồng em, là em gái ruột của ba chồng em này cả nhà. Đây là lần đầu tiên em cho cô lên sóng để giới thiệu với cả nhà mình đó. Trên Trên nói lát anh xong á thì tụi em ghé nhà Trên Trên chơi một chút. Nói nhà vậy thôi chứ nhà ở dưới phố huyện này là nhà thuê à. Còn nhà của cô đúng nghĩa là giống như nhà của em á vậy á, ở trên thôn vậy á. Nhưng mà bây giờ là để không rồi, không ai ở cả. Cô có hai người con là Trên Trên với lại một người anh trai nữa. Anh trai của Trên Trên á thì đi lính, làm ở trong quân đội, phục vụ cho quân đội luôn á. Rồi nhưng mà đã có vợ, đã có gia đình rồi, cũng mua nhà ở thành phố khác ở rồi. Lâu lâu mới về thôi. Còn Trên Trên thì xuống dưới vô huyện này thuê nhà ở để cho nó tiện cái công việc của Trên Trên đi đi lại lại á, là hay thường xuyên đi công tác tỉnh này tỉnh kia á. Còn cô thì rất ít khi về ngủ với Trên Trên, toàn là ở lại ở trong công ty á. Gia đình có mấy người á mà mỗi người một nơi á, nên thành ra là cũng hơi cô đơn cả nhà. Nên lâu lâu mà tụi em có xuống dưới này á là toàn rủ về nhà chơi, kiểu như là muốn có một cái không khí rộn ràng á. Và cô thì bà làm cái công ty ở thôn ốc á, gần nhà em á, nên là thi thoảng mà bà hay có mấy cái trái bầu bí là bà hay xách qua đem cho đó cả nhà. Đợt trước em làm mà bánh màn thầu bí đỏ là bí của cô đem qua đó.
Được cái là mọi người ở bên gia đình chồng, dòng họ nhà chồng thì ai cũng dễ tính hết trơn đó cả nhà. Nên là em qua đây làm dâu thì em cũng rất là dễ hòa hợp với mọi người. Được cái là em đi đâu á, mấy người đây cũng quý, cũng mến em hết trơn á, nên là cũng mừng nè cả nhà. Tao trúng. Bút hai nán khan chưa trúng. Nó xinh đẹp. Nó xinh đẹp. Nó xinh đẹp. Bây giờ thì tụi em sẽ đi qua nhà của cô với Tranh Tranh nha cả nhà. Hẹn cả nhà vào tập tiếp theo để xem nhà thuê ở Trung Quốc sẽ như thế nào nha. Và giá cả như thế nào nhé. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại cả nhà mình ở video sau. Bye bye.